Đấy, mến chào các bạn, đây là nông cơ Hùng Phước của Long Khánh các bạn ha. Địa chỉ là ấp Núi Tung, xã Suối Tre, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thì bây giờ mình sẽ quay báo giá tổng thể cho toàn bộ ở đây ha. Thì ở nông cơ của mình thì cái máy cày mà mình bán cái giá mà thấp nhất á, để cho bà con họ xài thì nó nằm tầm khoảng bao nhiêu em? Xe nhỏ nằm giá cỡ 20 mấy triệu có anh. Mấy triệu là xe nhỏ. 20 mấy là nhiêu? 27, 28. Vậy hả? 25. 25 triệu dạ. Là có. Rồi bây giờ như con này thì cái giá mình bán khoảng bao nhiêu em? Con này hả? Con này 135 triệu anh. 135 triệu. Là bán là cái giá coi như là thực sự ế quá luôn. Phải không? Sát giá luôn hả? Sát giá thời điểm này thì cái xe này không có thời điểm có giá này đâu. Mà bây giờ cái tình hình chung mà em trên không phải gì riêng một nơi mà tất cả mọi nơi đều như vậy. Mà tính ra em là anh thấy bán cũng được đó. Anh thấy như tháng vừa rồi em bán cũng được 8 chiếc là cũng là quá ok rồi. Một tuần được 2 chiếc là cũng ok rồi. Anh giờ chấp nhận mình. Hồi xưa em bán một tuần cả 7-8 chiếc á ha. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ một tuần được có 2 chiếc nó giảm xuống. Nó giảm chậm đi. Hơi bị chậm. Ở chiếc này là coi như mình báo giá là chuẩn rồi ha. Chuẩn luôn anh. Hồi nãy nói nhiêu quên rồi. 135 triệu. 3200 đời này hệ lắm em. 243. 243. Rồi con Hino này mình bán khoảng nhiêu em? Một cầu. Con này có 87 triệu anh. 87 triệu. Trợ lực tay lái nha, một cầu trợ lực tay lái anh. Một cầu trợ lực tay lái 3200, dòng này dòng Hino Kubota. Dạ. Nó là Hino nhưng mà là thực sự là cái máy của nó Kubota. Tại vì cái màu sơn mà của Hino mà màu cam này á, bây giờ là nó thuộc nó là hàng đặt hàng của hãng Kubota. Đời này cao rồi ha. Đời này tay lái trợ lực mà nó là hệ thống xong đồ tự động hết ha. Đời cao rồi mà ben thì ben cơ. Đó ben cơ. Con kia là bên cơ hay bên thị? Con kia bên cơ luôn anh. Bên cơ luôn. Dạ. Rồi. Con cái dòng mà nồi đồng cối đá nè. Cái dòng này mà anh em mà người ta kéo xe máy đào, máy điếc đồ này nọ là đi cày thuê cút mướn là người ta xài này. 4.000 mà đời coi như đùi lớn, cầu lớn luôn nha anh. Có đời cầu nhỏ rẻ cả chục triệu mười mấy triệu đó mà. Vậy lớn. Hả? Dạ, cái này đời cầu lớn luôn. Cầu trước á hả? Dạ cầu này ra anh ủ. Nó lại ủ nhỏ nó rẻ cả chục triệu á. Vậy hả? Dạ, cái này ủ lớn. Mà sao cái bánh sau ốm vậy? Của nó vỏ rin nó vậy anh. Vỏ rin theo xe nó vậy mà anh thấy dòng này vỏ nó vậy không nha? Dạ. Vỏ ốm vậy không nha? Thì con này mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Thời điểm này em bán con này 155 triệu thôi. Là coi như bán xả cuối năm luôn. Dạ. 155 triệu. Rồi. Vỏ viết đồ này nọ này về bao xài thôi ha. Dạ. Lên cái xài thôi đúng không? Dạ. Chế dầu là xài thôi. Rồi mình sẽ tiến vào bên trong ha. Bên trong hung trường. Con ít đi, em mới về 22 cộng mới về hôm qua. Mới về hôm qua. AC control là điều khiển bình điện mà nó chuyển có cái cần chuyển qua cơ rồi. Nó chuyển cơ rồi ha. Dạ. Con này là bao nhiêu tiền? Con này 55 triệu. 55 triệu. Là AC nước, control. Nước giữ rồi, phá nước rồi, giờ nước còn giữ rồi. Rồi tiếp tục em. Như con Mitsubishi đời mới này á, đời Wittun này thì nó bao nhiêu em? Con này nó nằm giá cỡ 105 triệu. 105 triệu, dạ. 25 ngựa, 25 tay lái trợ lực, trợ lực, full trợ lực, đời mới, đời cao mới về hả? Vậy hả? Mới chạy có 1.096 giờ, ha. Rồi con TL2003 nồi đồng cối đá. Con này cũng đời hai bơm trợ lực tay lái. Hai bơm trợ lực tay lái. Con này 150 không? Ủa 90 hả? Dạ. Sao dạo này báo giá xuống hại chứ dữ ta? Con này. Con 2007 chắc trên 100 ạ. 125 triệu anh. Con 270 này là dòng Land Hop. Dạ đúng rồi. Là đất của niềm hy vọng. Dòng này nó máy của nó rất là êm.
máy nó là Isuzu á, máy êm như là máy ô tô luôn. Con này tay lái trợ lực luôn chứ? Trợ lực luôn anh, đời 2 bơm, MT26 Mitsubishi đời mới luôn. Gai đồ còn cao ha, chắc chạy không bao nhiêu giờ. Tay lái trợ lực, đồ full trợ lực luôn. Bao nhiêu? 125 triệu. Hả? Mitsubishi đời kêu bằng đầu. Này cũng trợ lực cũng đời 2 bơm nha. À, đời này mà trợ lực luôn. Trợ lực đời 2 bơm luôn. 4 máy trợ lực 2 bơm. Đời xanh thì nó mới qua đời đỏ đó. À. Con này nhiêu? MT. Con này 87 triệu. 87 triệu. 25 mã lực. 4 máy. Rồi, con suy đâu ra? Bữa nay sao rồi? Giá cả có giảm không? Con này 160, khuyên bác 165 rồi. À, 160 à? Giảm 5 triệu. Con này thì các bạn nên nhớ là con này là dòng này dòng bô êm nha các bạn nha. Máy rất là êm luôn. Êm lắm. Hai cầu. Tay lái trợ lực. Rồi. À, cái dòng D33 này với cái dòng D33 với lại dòng này thì đời nào ra sao? Đời này sao? Đời D33 ra sao? Dạ sao? Tiger là con cọp hả? À? À, đời này ra sao? Con này là bao nhiêu tiền? 33. Con này hình như nó lớn hơn 33 ngựa. Con này chạy như gần 34 ngựa đó. À, không. 175 triệu anh. Hình như nó là tới 35 ngựa luôn các bạn. 34 ngựa. Phải không vậy? 34 ngựa đó. À vậy hả? Dạ. À. Trăm mấy? 175. 175 triệu. Đây nè, cái dòng này mới là hệ nè. Con 265. Tiger Delete dòng này sau cái này là thằng Super nè. Tới này Delete là thằng full giống như xe ô tô bản đủ vậy, Delete. Này thì 130. Con này nãy nhiêu? 175. 175, con này 130. À tại vì nó có 26 đâu? 26 265 là 226 mã lực rưỡi à. Phải 26 mã lực không? Dạ đúng rồi. Không, hình như anh nhớ có một đời là cái số nó vậy nhưng mà mã lực nó khác chẳng. Em. À số chẵn hả? À còn D28 này nhiêu? Con này 150 anh. 150, hai cầu luôn, 150. Nói chung đem về xe Tiger. Dạ. Con có gầu súc này nhiêu? Con này cũng luôn gầu súc là 175 triệu. 175 triệu luôn gầu súc luôn, gầu rin luôn tay. Rin nó nè. Cần rin luôn. Cần rin luôn. Cần đúc luôn kìa. Si đâu ra kìa. Cần đúc luôn. Tiger Delete luôn. Hàng đơ lít luôn. Cuta 1500, gầu súc rin luôn. Cuta 1500, gầu súc rin. 55 triệu. Ồ, cái máy không 50 triệu rồi. Để em sáng mới về đây. À, mới về. Đẹp, đẹp lắm. Quá đẹp, bô trên luôn. Dạ. Bao nhiêu? Con này 130. 130. Dạ. À. Cái gì đây, cái miếng gì đây? Con này của Yamaha 2.5. À. Bao nhiêu? Con này, một cầu. Con này 47 triệu. 47 triệu. Ôi trời, 2.500 mà. Tại mấy xe này một cầu giờ nó mua giờ giá nó rẻ phải chịu lên. À vậy hả? Rồi ZL Xenon 70, 2601 Puta. 2601, 26 mã lực. 70. Rồi con 3.000. Con này 75 triệu anh. 75 triệu. Xe đẹp lắm. À 30 mã lực luôn. Dạ đúng rồi. 75 triệu. 75 triệu. Hai xe còn đẹp ha. Rồi, con này. À con 26 này hả? Con này 65 triệu anh. 65 triệu. Con này mới về nè. Em thấy chuộng cái dòng D3 F quá ha. À. Con này nhiêu? Con này hả? À. 95 triệu. 95 triệu. Rồi, ST 175. ST với con Hinomoto mà đời xe X là y chang nhau luôn nha. Đúng. Từ động cơ máy rồi này, nha. Đời được cái trợ lực. À, này trợ lực. Năm mà trợ lực. À. Con này 55 triệu anh. 55 triệu. À. Con 2002 kia nhiêu? Tuta một cầu 45 triệu. Con 2000. 2001 con 2027 triệu anh. 27 triệu. Dạ. 27 triệu. Dạ. Chưa tới 30 luôn. 27 triệu. Rồi con 2002. Con 35 triệu. Anh. 35 triệu. Đó có con 27 triệu đàng hoàng thấy không? Đây, con này mới về luôn. Con này nhiêu? 2006 nè. Còn đó 65 triệu luôn anh. 2603.
2603 65 triệu. Nhiều. 27 triệu luôn. Xe nghĩa địa Green từ A đến Z luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, 27 triệu, giá rẻ ha. Rồi con này, hồi nãy mà vô mấy con này mình vô mình báo trước là dễ bán lắm. Con này à, con này thì mua giá nó cao, con này 145. À 145 triệu. Con này đời nó hệ phải không? Dạ, 3243. 3243. Con MT. MT. Bao nhiêu? Con này 45 triệu. 45 triệu. Còn hai con D3000 cái nhiêu? Con 3000, một con 3000 hai cầu 1.1. À. Dạ. Con hai một cầu. Con một cầu thì 75 triệu. À, sao nó chênh lệch nhau dữ vậy? Ừ. Cầu còn con hoa hậu nè. Hoa hậu miệt vườn nè, biết bao nhiêu người gọi rồi phải không? Gọi trái máy luôn mà giá chưa ra được hả? Trả em 160 mấy mà em bán được. À bao nhiêu? Đó, con này giờ bán nhiêu? Giờ bán còn 172, 73, 72 bán được tại 175. À, giờ 7. À. Đó, mấy cái hàng này nó giống như xe thùng vậy. Dạ đúng rồi. À. Bỏ thùng vô nữa thôi. Con 2200 một cầu kia nhiêu em? Con 22 cầu con đó 37 triệu. Còn con mà có gầu xúc này nhiêu? Con MT gầu xúc này 120. 120. Rồi con TL. TL 4100. À. Máy. Nhiêu? Không turbo. Con này 160 triệu. Ồ, quá đẹp. 160 triệu. 2603 cái một cầu hai cầu đó. Một cầu á. Nhiêu? Con đó 70. Còn con này MT 26. MT 26 con này nè, con này 105 triệu. Con này nãy báo rồi hả? Dạ. Rồi ok. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Bà con đã xem rồi. Nếu bạn nào mua giá máy là thấp nhất khoảng 20 triệu, 25 triệu chứ quên. Rồi bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho anh chủ ha. Đây là anh chủ nhỏ. Xin chào. Mình đang làm gì đó? Cái đó sao nó của mấy cày á hả? Nhật luôn hả? Còn em này. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì alo với ông chủ ha. Giá thì chỉ có từ 27 triệu thôi một chiếc. Rồi, mến chào các bạn.